Say mê ca hát là một điều rất tốt, nhưng các Út cưng nên nhớ ha, việc học đó mới là chánh. Ca hay mà học dở quê lắm, phải không nào? Dạ phải. À, chú Mặt Ngang nghe nói các Út cưng học giỏi lắm phải không? Dạ phải. À, vậy là chú Mặt Ngang sẽ đố các Út cưng một bài toán hết sức là hóc búa. Bà ba đi chợ đằng trong mua một cây mía vừa cong vừa dài ha. Bà ba đi chợ đằng ngoài mua một cây mía vừa dài vừa cong. Chợ trong cây mía 2 đồng, chợ ngoài 2 đồng cây mía. Hỏi rằng bà mua mía hết bao nhiêu tiền? 4 đồng. Trời, Út cưng biết hết trơn hết chuội. Sao có mình tôi không biết? Suy nghĩ mấy ngày mà không biết đó. Vậy là chú phải đi học lại rồi ha. Trong Út cưng đây có áo Út cưng nào biết ông thầy nào giỏi giỏi chỉ dạy em chú coi. Dạ chú... con biết nè. Biết hả? Dạ. Ông thầy ở đâu tên gì? Dạ ông tên là Xuân An. Xuân An? Dạ. Ở đâu? Ông ở đây nè.